Ok, xin chào anh em nhá. Chào mừng anh em đến với kênh của Huy Bình nhá. Hôm nay mình sẽ quay cho anh em xem cái bộ chuông này. Chuông này bằng nhôm nha các bạn nhá. Bộ chuông này bằng nhôm đấy. Giờ mình sẽ đi test âm cho anh em xem cái bộ chuông với cả một bộ còi nữa kìa. Đấy, đang bác nhiều rồi. Giờ anh em mình ra bãi thả đấy các bạn nhá. Đi. Bộ chuông này là anh ấy thả được buổi này là test âm đầu tiên đấy. Đó, bác Kiên có ra. Kiên không? Gọi không ra. Anh ấy ngại lên hình. Chơi cái bộ này lên thả là nó hơi mạo hiểm ấy. Rơi xuống mà không cẩn thận toang. Móp hết cả ống ấy. Nhìn các bạn nhìn kèo. Bộ này nó phải rơi vào khoảng cân 1, cân 2 ấy nhỉ? Và tầm đấy. Tầm cân 1, cân 2 đấy. Diều nếu mà test được bộ này lên là phải tầm 38-40 mét. Điều đấy thì mới cõng được quả này lên. Nhưng còn nếu mà gió nhẹ quá thì cũng không lên được đâu. Ok các bạn nhé, giờ thì đi ra bãi nhé. Đấy, giờ sẽ cho bộ chuông lên trước. À, bộ còi lên trước chứ, còi lên trước. Bãi này đường chạy của nó cũng dài phết đấy. Kéo diều về đằng dưới kia nhá. Giờ sẽ để tạm bộ ở đây vậy. Đấy. Đấy, giờ sẽ cho hàng dưới test nó thử cho các bạn. Con này là sửa âm mà em? Chỉnh âm lại đúng không? Ok, đoạn này đâm là hơi sợ hơi vướng ấy nhở? Được không? Okay. Còi. Các bạn nghe kỹ xem nó ra âm gì. Tại vì hôm nay là bác Kiên bác mới gọi là nghe để sửa chỉnh âm ấy các bạn. Các bạn nghe, bạn nào tay nghe rõ rõ thì nghe cho hộ mình xem là cái chỗ âm này là âm gì nhá. To thật đấy, bộ này nên. Nếu mà thả mà dân thì chắc là không ngủ đâu. Ông bà nào mà yếu yếu là thôi đấy. Bắt đầu nhá, cho nó xuống một tí nó bắt đầu nó lên. Cho nó lên trên rồi mấy. Nặng không? Nặng rồi. Ui ôi. Cái quặn á? Test thì vừa vừa thôi. Thả cao quá tí kéo xuống cũng chết đấy. Nghe nó không có gió dưới nhỉ? Đấy. Phải cẩn thận. Loại kéo cho chạy. Nó phải đúng bắt đúng gió. Ở dưới kia có một con cồng. Đây. Thả quả kia xong rồi tí sẽ test quả này nhá. Bây giờ sẽ kéo xuống nha bạn nhé. Kéo bộ này xuống. Cái bộ này chắc phải thử phải test lại âm, chỉnh lại âm. Phải chỉnh lại âm một lần nữa. Nó nghe nó chưa chuẩn âm lắm. Phải chỉnh lại cho nó chuẩn lại âm một lần nữa rồi mới thấy được. Đấy, bây giờ cho xuống để đóng cái bộ bộ chuông nhôm mới lên nha các bạn nhá. Cho xuống dưới. Cho nó xuống ruộng chuối. Cẩn thận cái ngọn. À.
Đấy, và cái này nữa. Rồi, qua rồi. Ok. Cao lên. Tạc quá. Đấy, xong rồi. Đấy, dậy để vứt trên kia rồi. Đấy, giờ sẽ nghe quả này, quả này đến đây đã. Ok, rồi. Sao đuổi chồng đến giờ ấy kia? Sao đuổi chồng đến giờ ấy kia? Quả này lắp vào đây nữa. Hơi nặng các bạn ạ. Lắp một con này là hơi nặng. Quả này là chuông này sẽ nặng hơn quả sáo kia. Nặng quả còi kia. Lắp vào quả này là hơi quá rồi nó tí. Xuống. Úi dồi ôi. Cắm hẳn đầu cũng xuống ấy luôn. Gió phải mạnh hơn tí nữa thì may ra thả là con này mới ngon. Con này nặng hơn. Hơi quá tải so với xạ diều. Ok các bạn nhá. Ôi test âm thế này là một con là ok rồi, còn một con thì về phải chỉnh lại một tí các bạn nhé. Bộ này thì cho lên cái con diều này thì là bộ nhôm ấy, bộ chuông nhôm cho lên thì nó hơi bị quá tải các bạn ạ. Tại vì cái gió này nó không đều nên là cho lên thì rất là mạo hiểm vì đồ khách các bạn ạ, nên là không mạo hiểm được vì rơi một cái xuống mà là méo sáng ngay cái bộ này. Thả nó anh em thả vào bộ nhôm thì nó phải cẩn thận hơn một tí thì rơi mà không cẩn thận là thôi méo luôn. Che chủng các thứ thì nó có cái độ đàn hồi của nó còn cao thì nó không sợ bị ảnh hưởng lắm. Thôi video này tạm dừng nữa các bạn nhé, hẹn gặp lại các bạn trong video sau. Nhớ lên lại cho mình xin một đăng ký kênh nhé. Ok, nhớ ấn vào cái nút chuông để nhận được các video mới nhất của mình. Ôi, cảm ơn các bạn, xin chào, bye bye.